Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,77%. Công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trước và sau kỳ họp ngày càng đổi mới cả hình thức và nội dung. Tiếp tục thực hiện luân chuyển tiếp xúc cử tri ở địa bàn khác nhau để đại biểu có điều kiện tiếp xúc với đông đảo cử tri ở các địa phương. Nhiều đại biểu chủ động thực hiện đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri ngoài hình thức tiếp xúc định kỳ. Nội dung các cuộc tiếp xúc từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, tăng cường đối thoại giữa cử tri với đại biểu, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri nhằm đóng góp những ý kiến vào những chủ trương, quyết sách về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh Đồng Nai và của cả nước.